Quý vị thân mến, người Mỹ cho rằng Utapao là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm và thường xuyên để trong căn cứ khoảng 20 chiếc máy bay B-52 và họ đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình. Không cho máy bay Mỹ đậu ở Thái Lan nữa, đặc công Việt Nam đến rồi. Trong những năm 1965-1966, không quân Mỹ đã dội xuống miền Bắc Việt Nam một khối lượng bom đạn khổng lồ, tập trung đánh phá dữ dội vào các cơ sở điện lực công nghiệp, giao thông, kho dự trữ nhiên liệu, sân bay và các trận địa phòng không, các cơ sở dân sự khác. Đầu năm 1967, Tổng thống Mỹ đương nhiệm lúc bấy giờ là Johnson đã ban hành lệnh mở rộng phạm vi đánh phá khu vực Hà Nội, Hải Phòng, tiến hành giải mìn trên các luồng sông cửa biển, dùng không quân truy quét gắt gao khu vực ven biển từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ đã củng cố và tiến hành xây dựng những căn cứ không quân tại Thái Lan như sân bay Utapao, Ubon, Udon. Do vị trí rất gần Việt Nam, từ những sân bay này, những chiếc máy bay B-52 của Mỹ sẽ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam. Về phía ta, ngay khi tình báo phát hiện ra những âm mưu của địch, ta đã hạ quyết tâm đánh thẳng vào tận sao huyệt B-52. Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã nghiên cứu và chuẩn bị phương án tiêu diệt gọn những căn cứ B-52 của Mỹ tại Thái Lan ngay khi chúng tăng cường ném bom thủ đô Hà Nội. Các căn cứ máy bay B-52 ở Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam. Trước năm 1967, các đợt ném bom bằng máy bay B-52 của không quân Mỹ chủ yếu xuất phát từ hai căn cứ không quân Kadena trên quần đảo Okinawa của Nhật Bản và căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Tuy nhiên, do khoảng cách từ hai căn cứ không quân này tới Việt Nam đều quá xa, thường B-52 sẽ phải bay trung bình khoảng 10 đến 12 giờ mới tới được Sài Gòn và sẽ phải bay tiếp nhiên liệu trên không bằng máy bay tiếp dầu KC-135. Điều này sẽ khiến công tác bảo trì bảo dưỡng rất lớn và thời gian xoay vòng của các máy bay sẽ lâu. Kèm theo đó là khi nhịp độ chiến tranh lên cao, các máy bay B-52 sẽ không thể kịp thời hỗ trợ và oanh tạc mục tiêu. Từ năm 1965, các cấp chỉ huy Mỹ đã bắt đầu phác thảo kế hoạch đặt căn cứ máy bay B-52 ở miền Nam Việt Nam hoặc các vùng lân cận. Tuy nhiên, phương án xây dựng một căn cứ không quân ở Việt Nam, Lào hay Campuchia thì đều không hợp lý vì những lý do chính trị bất ổn. Cuối cùng, Mỹ chọn vùng đất Thái Lan, nơi cách Sài Gòn chỉ 750 km. Giữa tháng 10 năm 1965, Mỹ bắt tay với Hải quân Thái Lan xây dựng một căn cứ không quân nhỏ ở vùng vịnh Thái Lan gần làng Utapao, cách Bangkok khoảng 140 km về hướng Đông Nam. Tới tháng 6 năm 66, căn cứ này bắt đầu đi vào hoạt động. Các máy bay tiếp dầu, máy bay do thám, máy bay chiến thuật đều được Mỹ chuyển về hoạt động tại căn cứ này. Đầu năm 1967, được sự đồng thuận của chính phủ Thái Lan, Mỹ bắt đầu chuyển B-52 về căn cứ không quân Utapao và phi vụ oanh kích đầu tiên xuất phát bằng máy bay B-52 từ Thái Lan được tiến hành vào ngày 11 tháng 4 năm 1967. Tính đến năm 1972, Mỹ đã đầu tư xây dựng được 8 căn cứ không quân lớn nhỏ khác nhau trên đất nước Thái Lan. Tất cả các căn cứ này đều dùng cho mục đích hỗ trợ các cuộc oanh kích vào Việt Nam. Trong số 8 căn cứ này, có 3 căn cứ đặc biệt quan trọng bởi là nơi xuất phát của toàn bộ pháo đài bay B-52, đó là căn cứ Utapao, Udon và Ubon. Không chịu đứng yên nhìn Mỹ lộng hành, quân đội Bắc Việt đã cử những đội lính đặc công tinh nhuệ liên kết với các du kích thuộc Đảng Cộng sản Thái Lan, vốn có tên gọi là Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Thái Lan, tiến hành các đợt tấn công phá hoại các căn cứ không quân nói trên. Đáng chú ý nhất là năm 1972, khi diễn ra chiến dịch Xuân Hè 1972, các đặc công Việt Nam và du kích Thái Lan đã tấn công vào 3 căn cứ không quân lớn nhất trên đất Thái Lan là Utapao, Udon và Ubon. Đánh sân bay Utapao, sao huyệt của những chiếc B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Căn cứ Utapao là niềm tự hào của Mỹ. Mỹ tự tin tuyên bố rằng đây là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm. Tại căn cứ này, luôn thường trực có khoảng 20 chiếc máy bay B-52. Mỗi đêm, Mỹ sử dụng từ 3 đến 5 chiếc B-52 đi giải bom ở Việt Nam. Về phía ta, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công xác định không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa mà phải dùng một lực lượng nhỏ, những người lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái thì mới có điều kiện tiếp cận, điều tra, nghiên cứu và tấn công mục tiêu.
Tháng 5 năm 1971, ta cử các đồng chí của tiểu đoàn đặc công biệt động 1A vượt biên giới qua Thái Lan để trực tiếp bắt liên lạc và thành lập một tổ đặc công trên đất Thái. Tổ đặc công này sẽ có nhiệm vụ tấn công sân bay Utapao. Các trinh sát đặc công đã cải trang làm dân thường, hàng ngày đến sát khu vực sân bay để điều tra, nghiên cứu mục tiêu, nắm tình hình sơ bộ và kiểm tra nơi cất giấu vũ khí. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11 năm 71, nhằm nắm được rõ quy luật hoạt động của địch, các chiến sĩ đặc công đã dự kiến một phương án tấn công sân bay là phá hủy bí mật bằng thủ pháo nổ chậm. Nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. Vũ khí sử dụng là 10 quả thủ pháo loại 0,4 kg bằng chất nổ mạnh C4 và 2 quả lựu đạn. Trưa ngày 9 tháng 1 năm 72, hai chiến sĩ đặc công là đồng chí Phương và Đài đi xe đến gần khu vực sân bay chờ thời cơ thuận lợi. Mãi cho tới 19 giờ, các anh mới lấy xong số vũ khí được cất giấu. Sau đó hai đồng chí thận trọng quan sát, tiến về phía mục tiêu, tiến hành khắc phục vật cản. Hàng rào bao quanh sân bay là loại dây thép gai 0,3cm dựng cao đến 2m. Những người lính đặc công với chiếc kìm cắt loại nhỏ không thể cắt nổi, phải luôn lách chui qua. Trong lúc chui qua hàng rào bên ngoài, hai chiến sĩ đã hai lần chạm mặt quân địch. Tuy nhiên, các anh đã khéo léo qua mắt được chúng, tiếp tục tiến gần đến mục tiêu. Lần thứ ba, gặp địch trong một tình thế hy hữu, buộc tổ chiến đấu phải nổ súng tiêu diệt nhóm tuần tra gồm hai lính Mỹ và một chó béc dê. Khi vào cách nơi máy bay B-52 đỗ khoảng 300m, ta lại bất ngờ gặp ba xe ô tô và hai lính Mỹ. Hai chiến sĩ đặc công buộc phải vòng tránh theo hướng khác. Khi khoảng cách chỉ còn 50m, một tổ tuần tra khác của địch phát hiện đã nổ súng bắn chặn. Trong tích tắc, đồng chí Phương tung lựu đạn về phía địch. Lợi dụng thời cơ, địch giạt ra tránh, hai người lính đặc công lao nhanh đến mục tiêu, dùng thủ pháo đánh vào từng chiếc máy bay. Số thủ pháo vừa hết, đồng chí Phương ra lệnh rút lui. Đồng chí Đài rút về hướng cửa mở, đồng chí Phương chạy tắt qua khu bom, vượt rào ra ngoài. Khi đồng chí Phương vừa thoát ra ngoài khu vực sân bay thì tiếng súng bỗng rộ lên từ phía cửa mở. Người lính đặc công Đài đã anh dũng hy sinh. Sau đó là những tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay. 8 chiếc B-52 của Mỹ đã bị phá hủy. Ngày hôm sau, các hãng thông tấn phương Tây đưa tin bình luận Mỹ thật sự hoảng hốt và không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Chúng có nằm mơ cũng không thể ngờ đặc công Việt Nam đã vào được tận sao huyệt và chỉ với 2 người mà phối hợp ăn ý phá hủy được 8 máy bay B-52. Đặc công biệt động A-54 đánh sân bay Udon. Sân bay Udon được binh chủng đặc công chọn là mục tiêu thứ hai. Từ tháng 7 năm 72, đoàn A-54 đã cử 23 cán bộ chiến sĩ đến khu rừng Don Ka Thom ở ngã ba biên giới Campuchia, Lào, Thái Lan đặt sở chỉ huy để chuẩn bị đánh sân bay này. Cuối tháng 7, tổ soi đường bí mật vượt sông luồn rừng nhắm hướng sân bay để đi. Đi được 15 ngày thì hết lương thực, các anh đành phải quay về căn cứ. Ngay sau đó một sáng kiến được đưa ra, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sâu đo dọc tuyến đường hành lang vào đến sân bay Udon. Ba chiến sĩ của đội, mỗi người mang hơn 30kg lương thực, đến vị trí A để lại 10 cân, chôn kỹ và đánh dấu rồi quay về. Cứ thế từng chuyến lương thực được chuyển đến vị trí B, C, D trên suốt chặng đường dài. Đầu tháng 8, tổ soi đường đã liên lạc được với một cơ sở cách mạng của ta bên Thái Lan. Hàng ngày các anh thường đóng giả người dân Thái Lan nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực sân bay. Tuy hành lang vừa mới được hình thành, nhưng với ý chí quyết tâm phá hủy máy bay B-52 tại sân bay Udon, nên đoàn A-54 thực hiện kế hoạch vừa trinh sát mục tiêu, vừa đưa đội hình chiến đấu đi theo, trinh sát tới đâu, hoàn chỉnh phương án chiến đấu đến đó. Nếu thời cơ cho phép sẽ tiến hành đánh ngay. Cuối tháng 8 năm 72, đội hình chiến đấu gồm 10 người được lựa chọn do đoàn trưởng A-54 là Đào Đức Hạnh chỉ huy bắt đầu luồn rừng đến cơ sở của ta ở Thái, hay còn gọi là căn cứ 07. Tại đây họ chuẩn bị mọi mặt lần cuối để đánh vào sân bay. Trong tháng 9 năm 72, đội thực hiện nhiệm vụ trinh sát tạo hành lang từ căn cứ 07 đến sân bay Udon nhằm xác định vị trí tập kết, xác định đường, hướng đột nhập vào sân bay. Đêm ngày 1 tháng 10, nhóm chiến đấu gồm 8 người vào trận đánh. Lúc này trời mưa to, gió lớn, phải đến gần sáng ngày 2 đội mới tới được sân bay. Trời sắp sáng, sợ bị lộ bí mật, mọi người phải phân tán ẩn nấp, chờ đến khi trời tối để vào trinh sát mục tiêu. Phương án đánh B-52 lần này là dùng mìn nổ chậm, nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. Tổ chiến đấu được chia làm 3 tổ. Tổ 1 có 2 người làm nhiệm vụ mở cửa, tổ 2 có 4 người phá hủy máy bay, tổ 3 có 2 người đánh kho xăng.
Nhưng do đường xá xa xôi, khi cả nhóm tiếp cận được sân bay thì trời đã sáng, đành phải chia nhau ẩn nấp để tối hành động. Đêm mùng 2 tháng 10, theo hiệp đồng, hai tổ chiến đấu đặt mìn xong thì rút ngay, nhưng tổ mở cửa đợi quá giờ mà chẳng thấy ai quay lại. Tại vị trí tập kết, chỉ huy trận đánh nóng lòng nghe tiếng nổ vọng ra từ khu vực sân bay, nhưng không gian bốn bề thì vẫn tĩnh lặng. Đến 10 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 10, tổ mở cửa và tổ đánh kho xăng mới gặp nhau. Lúc này trong sân bay đã xảy ra vụ nổ. Tổ đánh kho xăng và tổ mở cửa mới gặp được nhau thì bốn người còn lại của tổ B-52 chưa thoát ra được. Tất cả những thông tin Udon bị đặc công Việt Nam đánh bom, phía Mỹ đã ém nhẹm, không một phương tiện truyền thông nào đưa tin. Rất lâu sau ta mới biết về việc bốn người trong tổ đánh máy bay là Phạm Xuân Kính, Phạm Văn Lâm, Vũ Công Sướng hy sinh trong sân bay, còn Nguyễn Khắc Nga thì bị thương nặng và bị địch bắt. Về phía địch thì có nhiều máy bay B-52 bị phá hủy, ngoài ra không biết được thêm do thông tin bị địch bưng bít. Đánh căn cứ Ubon. Sân bay thứ 3 trên đất Thái Lan có B-52 là Ubon, cũng không ngoại lệ. Trước năm 72, bộ đội đặc công ta đã 6 lần dùng mìn đánh phá sân bay này, nên địch phòng bị rất cẩn mật. Vì vậy, bộ phận được phân công đánh vào sân bay Ubon năm đó gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là thiếu vũ khí để đánh địch theo tình hình thực tế, đã điều nghiên vì đơn vị chỉ có súng bộ binh, thủ pháo và mìn. Nhưng với quyết tâm phá hủy phương tiện chiến tranh của địch, lực lượng đặc công của ta không chịu bó tay trước những thủ đoạn đối phó mới của địch. Cách đánh tập kích hỏa lực được chỉ huy tiểu đoàn đặc công biệt động A1 đưa ra nghiên cứu vận dụng. Đại úy Lê Toàn, chính trị viên tiểu đoàn đặc công 1A, cùng chiến sĩ Nguyễn Bá Do bí mật sang Campuchia gặp Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam đề nghị chi viện vũ khí. Đồng chí Đồng Văn Cống, tư lệnh mặt trận, người rất tâm huyết với bộ đội đặc công, cùng cách đánh tinh nhuệ trên khắp các chiến trường, quyết định cấp ngay vũ khí theo đề nghị của tiểu đoàn. Ngày 2 tháng 10 năm 72, một đội hình chiến đấu gồm 27 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công biệt động 1A được thành lập, tổ chức thành hai bộ phận, trong đó bộ phận trực tiếp chiến đấu gồm 13 người, trang bị một súng cối 82 ly, 40 quả đạn, do đồng chí Nguyễn Công Mùi chỉ huy. Đang là mùa mưa, hành quân mang vác nặng qua mọi địa hình phức tạp vốn đã rất vất vả. Do yếu tố bí mật, đội phải luôn lách qua các tuyến bố trí của địch. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, các chiến sĩ chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt, bảo quản được vũ khí. Không ai còn tâm trí lo đến miếng ăn là gạo rang đã thiêu mốc, quần áo đã ẩm ướt cả ngày không được thay, nước uống cặn đục, nằm bờ ngủ bụi. Cơ động đến vị trí sân bay, bí mật triển khai trận địa, đội hình chiến đấu bất ngờ nổ súng theo đúng kế hoạch đã định. 35 quả đạn B-40 nã trúng mục tiêu, phá hủy đài chỉ huy sân bay, xưởng sửa chữa và một số thiết bị sân bay. Hoàn thành trận đánh bí mật nhanh gọn bất ngờ, đội hình chiến đấu nhanh chóng rời trận địa, chôn súng tại một địa điểm bí mật trên đường lui quân. Nhưng khi về tới gần biên giới thì đội đã bị lọt vào ổ phục kích của địch, 6 người lính đặc công đã anh dũng hy sinh. Quý vị thân mến, hàng chục máy bay B-52 vừa bị phá hủy tại sân bay Utapao, Udon, tiếp đến sân bay Ubon lại bị đánh phá chỉ trong thời gian vài tháng, đã khiến cho người Mỹ hoang mang về cách đánh đặc công của ta. Nhưng trận đánh này đã diễn ra đúng thời điểm, đúng ý định của Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công là đánh trúng các mục tiêu quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Và phương pháp đánh địch ngay tại sào huyệt của địch của quân đội Việt Nam thêm một lần nữa được thực hiện và hoàn thành bởi lực lượng đặc công tinh nhuệ, anh dũng.